quý vị, tại tỉnh Hậu Giang, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng sinh năm 1992 và vợ là Trần Thị Hồng Nga sinh năm 1990 ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy trên địa bàn để điều tra cùng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11 năm 2023, Tùng và Nga đã xin thành lập công ty trách nhiệm mua hạn Visa miền Tây do Nga làm giám đốc để nhận hồ sơ tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc. Tùng và Nga đã tiếp nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và làm thủ tục xin cấp visa theo diện công dân Việt Nam có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ 70 triệu đến 100 triệu đồng một người. Vợ chồng Nga đã nhận gần 500 triệu đồng đặt cọc, tuy nhiên tất cả bị từ chối nhập cảnh tại về nước với lý do không phù hợp với tư cách lưu trú cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở nơi làm việc của nga và tùng thu giữ nhiều hộ chiếu và tài liệu máy móc liên quan